Em chọn cho anh một cái cây nữa. Cây này em có thể làm dáng thế đẹp luôn ạ. Gốc to lắm ạ. Đây ạ, đường kính gốc của nó phải được 3 cm. Hơn một đốt rưỡi ngón tay của em. Chiều cao đây ạ, 1, 2, 3, 4, 5. Cây này được gần mét. Với cả cái đẹp của cái cây này ấy, là anh mua nguyệt quế thì nó sẽ có hai loại. Một loại lá to, loại lá nhỏ. Lá nhỏ thì là bông chùm, là hàng siêu hoa luôn. Đấy anh nhìn này, gốc của nó cọc cằn như này mà nó có nụ từ gọi là gốc luôn. Đấy, tất cả các cái dăm cảnh của nó ra nó đều có hoa đi theo hết. Nó đẹp từ dưới đẹp lên luôn. Đó. Cây này rất là đẹp ạ. Để anh ưng thì để em gửi chính xác cái cây này cho anh nhá. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây nguyệt quế hàng già cây loại lá nhỏ siêu hoa thì vui lòng alo ạ. 0977973535 ạ. Gốc to. Hai nữa là cây rất là già cây ạ. Đẹp.